Công an thành phố Đà Lạt vừa phối hợp với công an huyện Di Linh truy xét và bắt giữ đối tượng điều dưỡng trộm cắp tài sản đang trên đường tẩu thoát. Trước đó lúc 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, Nguyễn Hoàng Kha sinh năm 1986, trú tại ấp 2A Hân Thạnh, Tháp 10, Đồng Tháp là nhân viên điều dưỡng của bệnh viện Tư Phúc Khang, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận đưa bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy về Đà Lạt. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì tới nhà của bệnh nhân tại phường 5 thành phố Đà Lạt. Thì Kha đưa bệnh nhân vào nhà và truyền dịch cho bệnh nhân. Do không có người nhà và bệnh nhân thì đang hôn mê, Kha đã nảy sinh lòng tham lấy túi xách của người nhà bệnh nhân đang để trên giường cho vào ba lô và ra xe thành bưởi về thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới huyện Di Linh thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng với chiếc ba lô và toàn bộ tài sản gồm vàng với giá trị là 58 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện cơ quan công an đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.